không còn là rào cản giữa những trái tim. Khi phiền toái chẳng ngăn trở những giây phút yêu thương. Và khi những cách trở lại khiến mọi người gần nhau hơn, khi đó bạn sẽ nhận ra sự nối kết con người góp phần quan trọng cho một tương lai tốt đẹp. Samsung tin rằng công nghệ sẽ góp thêm ý nghĩa cho những kết nối ấy. Giới thiệu dự án Samsung Connect ra mắt vào tháng 12 2016. Samsung cùng bạn kiến tạo tương lai.